Chào mừng các em quay trở lại với kênh học toán online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục giải bài tập trong sách và bài tập của môn toán lớp 5. Các em ở sách và bài tập của môn tốt lớp 5, tập 2, bài 132. quãng đường. Thì đầu tiên các em làm bài tập số 1. Bài tập số 1 có nội dung như sau. Một ô tô đi trong 3 giờ với vận tốc là 46,5 km trên giờ và bài toán yêu cầu các em tính quãng đường ô tô đã đi. Như vậy, chúng ta tóm tắt bài toán như sau. Thời gian được ký hiệu bằng T và ở đây là ô tô đi trong 3 giờ, như vậy T bằng 3 giờ. Vận tốc được ký hiệu là V. Ở đây, ô tô đi với vận tốc là 46,5 km/h, như vậy V bằng 46,5 km/h. Và phải toán yêu cầu các em tính quãng đường ô tô đã đi, tức là các em tính S bằng bao nhiêu. Ở đây vận tốc là 46,5 km trên giờ. Các em có thể hiểu là 1 giờ ô tô đi được quãng đường là 46,5 km. Như vậy để tính quãng đường ô tô đi được trong 3 giờ thì các em sẽ lấy 46,5. Các em gấp lên 3 lần, 46,5 x 3. Tức là để tính quãng đường Thì các em sẽ lấy vận tốc nhân với thời gian Do đó S sẽ bằng V nhân T Như vậy chúng ta có lời giải chi tiết của bài toán như sau Quãng đường ô tô đã đi là Các em lấy vận tốc là 46,5 Và nhân với thời gian là nhân với 3 46,5 nhân 3 bằng 139,5 Và đơn vị đo ở đây là km Các em nhớ Vận tốc có đơn vị đo là km/h thì thời gian cũng phải có số đo là giờ. Nếu thời gian có số đo không tương ứng là giờ thì các em phải đổi thời gian ra số đo tương ứng là giờ. Do vận tốc có đơn vị đo là km trên giờ như vậy quãng đường sẽ có đơn vị đo là km và ở đây các em có đáp số là 139,5 km. Tiếp theo các em sang bài tập số 2. Bài tập số 2 có nội dung như sau. Một người đi xe máy với vận tốc là 36 km/h trong 1 giờ 45 phút và bài toán yêu cầu các em tính quãng đường người đó đi được. Như vậy dựa vào nội dung của bài toán thì các em sẽ tóm tắt bài toán như sau. Vận tốc bằng 36 km/h. Thời gian là bằng 1 giờ 45 phút và yêu cầu các em tính quãng đường tức là tìm S bằng bao nhiêu. Các em nhớ vận tốc có đơn vị đo là km trên giờ. Như vậy thời gian các em phải đổi ra số đo tương ứng là giờ. Thì các em mới tính được. Ở đây để tính quãng đường thì các em sẽ tính theo công thức. Quãng đường bằng vận tốc nhân với thời gian. Tại sao quãng đường lại bằng vận tốc nhân với thời gian? Thì các em phải hiểu là vận tốc là 36 km trên giờ. Có nghĩa là một giờ thì người đi xe máy đi được là 36 km. 1 giờ đi được 36 km. Như vậy T giờ thì các em sẽ lấy T nhân với 36. Tức là lấy vận tốc nhân với thời gian. Thì đầu tiên các em phải đổi 1 giờ 45 phút ra giờ để cho nó tương ứng với đơn vị đo. Ở đây các em sẽ có lời giải chi tiết của bài toán như sau. Đầu tiên em đổi 1 giờ 45 phút là giờ. Thì để đổi 1 giờ 45 phút là giờ thì đầu tiên em phải đổi 45 phút bằng bao nhiêu giờ? Bằng cách lấy 45 chia 60 bằng 0,75. Như vậy 45 phút bằng 0,75 giờ. Tại sao lấy 45 chia 60? Bởi vì 1 giờ thì bằng 60 phút. Như vậy 45 phút thì em lấy 45 chia 60 bằng 0,75. Vậy 45 phút bằng 0,75 giờ. Do đó 1 giờ 45 phút thì các em sẽ lấy 1 cộng với 0,75 bằng 1,75 giờ. Đổi 1 giờ 45 phút bằng 1,75 giờ. Như vậy, quãng đường người đó đi được là các em lấy vận tốc nhân với thời gian, vận tốc là 36 nhân với thời gian là 1,75 và các em được kết quả là 63. Ở đây vận tốc có đơn vị đo là km/h như vậy quãng đường sẽ có đơn vị đo là km. Quãng đường người đó đi, được là 63 km và các em có đáp số là 63 km. Tiếp theo các em sang bài tập số 3. Bài tập số 3 có nội dung như sau. Vận tốc của máy bay là 800 km h Bài toán yêu cầu các em tính quãng đường máy bay bay được trong 2 giờ 15 phút. Ở đây các em sẽ dựa vào nội dung của bài toán và các em tóm tắt bài toán như sau. Vận tốc bằng 800 km h Thời gian bằng 2 giờ 15 phút và yêu cầu các em tính quãng đường bằng bao nhiêu. Các em nhớ vận tốc có đơn vị đo là km h Như vậy thời gian các em phải đổi ra số đo tương ứng có đơn vị đo là, là giờ. Để tính quãng đường, các em lấy vận tốc nhân với thời gian. Vận tốc là 800 km h có nghĩa là 1 giờ thì máy bay bay được quãng đường là 800 km. Như vậy trong T giờ thì các em sẽ lấy T nhân với vận tốc các em tìm được quãng đường. Đầu tiên các em phải đổi 2 giờ 15 phút ra giờ. Như vậy là đầu tiên các em đổi 15 phút ra giờ. 60 phút bằng 1 giờ, như vậy 15 phút thì các em lấy 15 chia 60 bằng 0.25. Như vậy là 15 phút bằng 0,25 giờ. Do đó 2 giờ 15 phút, các em lấy 2 cộng với 0,25 và bằng 2,25 giờ. 2 giờ 15 phút bằng 2,25 giờ. 800 km. Vận tốc là 800 km trên giờ, có nghĩa là 1 giờ thì bay được là 800 km. Như vậy 2,25 giờ thì các em sẽ lấy 800 x 2,25. Quãng đường máy bay bay được là các em lấy 800 nhân với 2,25 tức là em lấy vận tốc nhân với thời gian và em được kết quả là 1800 đơn vị đo của vận tốc là km trên giờ như vậy đơn vị đo của quãng đường là km các em có đáp số ở đây là 1800 km tiếp theo các em sang bài tập số 4 một ô tô khởi hành lúc 6 giờ 30 phút với vận tốc là 42 km/h. Đến 17 giờ thì ô tô tới địa điểm trả hàng. Bài toán yêu cầu các em tính quãng đường ô tô đã đi được biết rằng lái xe nghỉ ăn trưa 45 phút. Ở đây chúng ta sẽ phân tích và giải bài toán như sau. Biết vận tốc của ô tô. Muốn tính quãng đường thì các em phải tính được thời gian mà ô tô đi. Sau đó các em dựa vào công thức là quãng đường bằng vận tốc nhân với thời gian để các em tính ra quãng đường ô tô đã đi được. Đầu tiên chúng ta có thời gian ô tô đi và nghỉ là ô tô khởi hành lúc 6 giờ 30 phút đến 17 giờ thì tới địa điểm trả hàng. Tức là ô tô đã đi tổng thời gian vừa đi vừa nghỉ. Hết tổng thời gian là các em lấy 17 giờ trừ đi 6 giờ 30 phút để 17 giờ mà trừ được 6 giờ 30 phút thì các em phải đổi các em tách 1 giờ từ 17 giờ ra để các em lấy 60 phút như vậy tách 1 giờ ra thì các em còn lại là 16 giờ tách 1 giờ ra các em đổi 1 giờ bằng 60 phút như vậy 17 giờ thì sẽ bằng 16 giờ 60 phút sau đó các em trừ đi 6 giờ 30 phút giờ trừ giờ phút trừ phút 16 giờ trừ 6 giờ bằng 10 giờ 60 phút trừ 30 phút bằng 30 phút như vậy là 17 giờ trừ đi 6 giờ 30 phút thì bằng 10 giờ 30 phút 10 giờ 30 phút 30 phút 60 phút bằng 1 giờ như vậy 30 phút bằng 0,5 giờ tức là 10 giờ 30 phút thì bằng 10,5 giờ như vậy là em đổi 10 giờ 30 phút bằng 10,5 giờ và em đổi luôn là 45 phút bằng 0,75 giờ 45 phút ở bài trước các em đã đổi được bằng 0,75 giờ. Các em đã biết cách đổi. Thì như vậy thời gian ô tô đi và nghỉ là 10,5 giờ. Thời gian ô tô đi không nghỉ là. Ở đây tổng thời gian ô tô đi là 10,5 giờ. Trong đó lái xe nghỉ ăn trưa mất 45 phút. Như vậy thời gian ô tô đi không nghỉ là. Các em lấy 10,5 giờ trừ đi. 45 phút tức là trừ đi 0,75 giờ. 10,5 giờ trừ đi 0,75 giờ bằng 9,75 giờ. Như vậy là các em sẽ tính được quãng đường ô tô đã đi được là các em lấy vận tốc nhân với thời gian, vận tốc là 42 nhân với thời gian là 9,75 và các em được kết quả là 409,5 km. Ở à đây vận tốc có đơn vị đo là km trên giờ, như vậy quãng đường các em tính được sẽ có đơn vị đo là km. Như vậy ở đây các em sẽ có đáp số là 409,5 km. Thì như vậy bài tập số 4 đã kết thúc video hôm nay. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh, nhớ nhấn vào biểu tượng hình cái chuông để nhận các video mới nhất từ kênh học toán online. Và đừng quên để lại bình luận của mình ở cuối video để động viên đóng góp và xây dựng cho kênh học toán online ngày một phát triển và hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.